xin chào các ba. Chán ăn món Hàn, hôm nay tôi làm món Việt các ba ơi. Món này thì không phải là tôi làm mà là bạn tôi làm. Tôi thì đứng le ve phụ ở bên ngoài vậy thôi. Nguyên liệu cần thiết thì tôi đã ghim lên trên màn hình, các bà chỉ cần sơ chế xong rồi thái nhỏ ra là được. Ngon chưa, ngon chưa? Ôi dồi ôi, đúng là món Việt mình lúc nào cũng là đỉnh của chóp. Đùa chứ, cái mùi thơm nức mũi nó làm cho tôi sao xuyến động lòng quá. Công đoạn khó nhất là cái công đoạn đổ bánh xèo. Sau vài lần gian nan thất bại thì cuối cùng chúng tôi đã thành công. Ra được chiếc bánh xèo giòn rỗm. Thôi thì thất bại là mẹ thành công chứ có gì đâu. Sau những lần thất bại thì bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh xèo đỉnh của chóp. Nước mắm thì pha theo cảm tính nha các bà, miễn sao chua chua mặn mặn ngọt ngọt là ngon rồi. Cuối cùng thì em nó đã hoàn thành và bây giờ việc của chúng ta là chén em nó thôi.